Đây là một chương trình đặc biệt dành cho các bạn, những người đang kinh doanh, mong muốn xây dựng cho mình một thương hiệu cá nhân trên Internet mà chỉ với một chiếc điện thoại smartphone. Ngay cả khi bạn chưa có bất cứ một kỹ năng về quay phim, dựng phim hay chưa làm một video nào, chưa bao giờ xây dựng một kênh video ngắn nào trước đây, không sao cả, chỉ cần bạn có một mong muốn đủ lớn, bạn có sự quyết tâm cũng như là kiên trì, mọi bí mật thành công của một video viral dành cho chuyên gia, những người đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, tất cả đều có công thức cũng như có chiến lược. Và nếu bạn quan tâm về chương trình này, trong 2 ngày tới, mình có tổ chức một chương trình học trên Zoom online. Và chương trình này đặc biệt hoàn toàn với chi phí 0 đồng, bạn sẽ không cần phải chi ra bất cứ một khoản chi phí nào để tham dự. Đây là một khóa học làm video ngắn. Và trong chương trình này, mình sẽ tiết lộ cho các bạn những bí mật làm thế nào để có thể thu hút về trong video ngắn của mình hàng trăm ngàn, hàng triệu khách hàng tiềm năng, mà ngay cả khi bạn chưa bao giờ làm một video nào trước đây. Chương trình duy nhất chỉ trong 2 buổi tới đây, bạn có thể tự làm cho mình những video ngắn. Và thông tin đăng ký mình có để trong phần mô tả, trong ô comment cũng như trong mục inbox của video này. Bấm vào nhá, và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong 2 ngày tới.